À, lúc nãy được đi tham quan với các cô các chú á thì con có thấy thích không? Con thích. Dạ, con cảm thấy vui khi con được tới một công ty game. Tại vì tụi con thích rất là hay chú ngồi thế nào. Dạ, ba đơn. Dạ, con mới chú lập trình game mẹ. Hai đơn lập trình. Con biết được thế nào để làm ra một cái con game thật sự.